Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng của nó là Arif nha các bạn. Máy Arif là máy thuộc về nông nghiệp nha các bạn. Nó cũng có cái tên chung của nó là TJ27 đó các bạn. Cái TJ27 nó nằm ở đây nha. Cái tem này nó dán là TJ27 đấy các bạn. Nào có muốn trải nghiệm thì đưa tháo cái bô này ra sẽ thấy chữ TJ27 ở đây ha, ở chỗ tem thẻ bài đó các bạn. Máy tình trạng rất là đẹp ha, nó có những cái tính năng ưu việt như sau ha. Cái thứ nhất là nó có xả áp tự động giúp cho người khởi động mình thật là nhẹ nhàng ha. Máy nổ êm, dễ nổ ha. Cái thứ hai là nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Trợ lực loại này rất là đỉnh cao luôn các bạn, vừa bền mà vừa giật rất là dễ luôn ha. Cái kế tiếp thì nó mang một cái chế quật khí TK ha, của dòng Kawasaki, rất là đã luôn, xài rất là bền bỉ nha. Da bơm không có chai nha, xài quanh năm suốt tháng hoài, da bơm nó không có chai. Nắp xăng của Kawasaki là nắp xăng có lỗ thông hơi các bạn, mà rất là đỉnh luôn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt nha, với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít nha các bạn. Tỷ lệ đó tối thiểu nha, tối thiểu thấp nhất đó. Các bạn có thể các bạn tăng nhớt lên nha, tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Nếu mà thường xuyên mình chạy máy lớn ha, ví dụ như là tưới cây chẳng hạn, hoặc là cỏ nặng chẳng hạn, các bạn có thể pha 60, 70 chục vô tư. Cái máy mình xài rất là bền, nó không bị hư nồng nha các bạn, không bị xếp bạc nha. Nếu mà ít nhớt ha, là các bạn sẽ xài cái nồng rất là mau hư và nó bị xếp bạc, bê tông bạc nó rất là mau hư các bạn. Máy các bạn nhìn xem, máy rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ đẹp ha. Mình muốn nói ở đây là cái dòng máy Kawasaki TJ27 nè, mà đặc biệt là cái Arif A270H này nó cũng là buji đứng nha các bạn. Buji đứng này là điểm đánh lửa nó giữa cái bê tông các bạn, cho nên khi mà nổ ra thì nó cái bê tông nó hấp thụ hết tất cả các cái công suất của cái vụ nổ ha, hấp thụ hết. Do đó là máy cái thứ nhất là rất là khỏe, cái thứ hai là rất là tiết kiệm xăng luôn. Dòng máy này rất là tiết kiệm xăng các bạn, xài rất là sướng luôn, khỏe khỏe so với các bạn bè của nó khỏe mà nó ít xăng ha. Chạy cái chế quật khí TK e gió đỏ đấy các bạn, rất là sướng luôn. Nhận vô ha, nhận vô các bạn lên ga là nó búng ra, mình đã hướng dẫn nhiều lần rồi ha. Đấy, chụp giật trợ lực ha, giật nhẹ cái nổ, đang hộ mình giật cho các bạn xem. Đây Arif ha, A270H. Và các bạn thấy cái dòng máy này thì nó đóng made in Japan đầy luôn, made in Japan đầy luôn ha. Ở đây cũng có ha, ở trong cái bộ e này cũng có các bạn, trong bộ e này cũng có. Và các cái bộ lửa nó đây rất là đẹp ha, công tắc nó đây, công tắc nó có tem on off ha, tem 7 màu luôn đó. Các bạn thấy ánh 7 màu luôn ha. On off. On off ha. Nó có chỉ thị đây các bạn. Arif A270H ha. Tay nắm của cái dòng máy Arif này thì khỏi phải nói rồi, cực bền. Không phải nó cực bền mà nó gọi là siêu bền mới đúng. Này, thun này siêu bền. Móc dây đeo đây ha, cũng siêu bền luôn. Cùng lên đây. Tay nắm nè, siêu bền luôn. Tay nắm nè, tay ga siêu bền luôn. Cái gì nó làm coi cũng đã. Cái tay ga này cũng nổi cái ốp này vô nó nhìn thấy cũng đã ha. Mình cũng có đã hướng dẫn tháo cái áp dây ga này, rất là dễ các bạn, không cần phải tháo tung té ra đâu ha. Các bạn nhìn xem nè. Thấy không? Các bạn nhận biết cái dây rút này của Việt Nam mình là không có nha. Rất là đã luôn. Đây Arif
A270H đây các bạn. Arif ha. A270H. Arif này là tại vì nó có cái tên riêng của nó, Arif là máy thuộc nông về nông nghiệp đó các bạn. Arif rất là nhiều nha, Mitsu rất là nhiều. Các bạn sau này các bạn để ý chữ Ari này nha. Máy nông nghiệp sau này, mấy cái đời mới sau này là Nhật nó để đứng đầu là chữ Ari rất là nhiều nha các bạn. Là máy nó chỉ là máy phục vụ nông nghiệp ha. Thấy không? Rất là đẹp. Ở đây nó còn cái tem nữa nè các bạn. Tem hướng dẫn mình tra mỡ bò vô cái cùi nè. Các bạn thấy nó xài có nhiêu đâu. Ở chỗ này mà còn y nguyên luôn nè. Cái lỗ cha mỡ bò của mình cái này, này các bạn, mình qua máy bên này cho các bạn thấy rõ ha. Cái lỗ cha mỡ bò của mình ở đây là nó gắn cái đầu này giống như đầu xúc bắp xe đạp vậy các bạn. Nó tống giống tương tự vậy đó, nó ở đầu này nó có cái bạc đạn ha, nhận vô là mình bơm vô được ha. Mình rút ra là cái bạc đạn từ nó chám bít cái lỗ đầu này. Nhưng mà cái này phải có máy chuyên dụng ép mở vô mới được nha các bạn. Còn mình không có thì mình cứ tháo nguyên hết này ra các bạn, tháo nguyên cụm này ra rất là dễ. Bắt đầu mình lấy ông chích mình vô đầy mới bò vậy nè các bạn. Các bạn bơm vô cái rét ra là xong ha, rất là dễ luôn. Mình đừng có để cái đầu này, mình không có đồ, mình không có dụng cụ tra mỡ bò thì mình tra không được ha. Còn mình tháo bỏ luôn, tháo nguyên này ra là nó sẽ có cái lỗ cho các bạn bơm vô. Các bạn quan sát xem cái chống dính cỏ của nó nè, cực đỉnh không, cháy luôn ha. Độ von này nè là cỏ bám vô đây nó tuột lên đây hết, tuột lên phía trên ha, đụng vô đây là nó tuột lên phía trên. Cái dao bạn phát tối ngày không có đứng dao, chỉ có bạn nghỉ thôi, chứ còn vô cỏ nặng nhẹ gì nó cũng không bị dấn dây, nó không bị đứng dao, trừ dây ni lông nha các bạn. Dây ni lông hoặc là dây bao phân ha thì nó cũng có dính đó, chứ không hay không. Còn cỏ thì thôi quẹt nước mắt luôn, cỏ tại vì nó to và nó không có dai. Còn dây ni lông nha hoặc dây bao phân, hay nhất là dây bao phân mình ra gửi phân ngoài vườn nữa các bạn. Các bạn dứt dây tùm lum hết trơn, mơi mốt tự gặp rắc rối ha. Tự mình phát cỏ dính mình bực bội lắm, có khi nó dính nó mài mòn hư cái này luôn các bạn. Các bạn không phát hiện sớm là nó ghét, nó mài mòn hư cái trong dính cỏ của mình luôn. Dây bao phân á, lợi hại lắm á các bạn. Màu đẹp vàng rất là đẹp ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Ba cái dòng trợ lực của Kawasaki này các bạn, khỏi phải bàn. Dịch nó đã dữ lắm, đã luôn. Rồi mình mở công tắc lên nha các bạn. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng đóng e ha. Còn khi máy đã lên xăng rồi mình kéo nổ à, không cần phải bơm thêm ha. Giờ nó lên sẵn rồi, mình bơm thêm là nó thừa, giật nó sẽ rất là chậm chạy. Còn nó lên sẵn vậy mình kéo là nổ thôi. Rồi để mình kéo cho các bạn xem nha. Chưa đủ tua ha. Mình giật nhận văn nghệ chơi ha, mình giật để cho nó nổ khặt khặt coi chơi ha, chứ mình kéo hơi mạnh chút xíu là nó nổ luôn rồi các bạn. Cái này tại vì mình giật dạng giống như mà mình giật chơi cho vui vậy đó, chứ mình thêm một tí xíu sức nữa là nó sẽ nổ rồi. Các bạn quan sát kỹ ha, mình kéo dây rất là ngắn nha, không có dài. Không có dài. Các bạn thêm tí xíu xích nữa là nó nổ luôn, chứ nó không có khạc khạc gì đâu ha. Rồi, để mình lên ga lớn cho các bạn xem nha.
ba cái nó quay tích luôn mà. Mạnh lắm. Rất là khỏe luôn. Giới thiệu cây Arif A270H đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.